episode. Cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó. Làm liều. Ngày mai đám cưới anh bán xì ke nuôi em. Anh bán xì ke hai hộp một ngày. Rồi khi anh rất nhớ lấy tiền ra nuôi anh. Anh còn thương về, 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 về. Ủa mới về 2 năm. Anh mới về được cũng phải quan tiếp. Chứ mà kiếp này thua nợ nhưng mới đua được cộng dây chuyền. Đem chuột với tờ của chiếc xì bo. Khôn khéo thiệt no. Để ông già có đồ chết cho. Nếu lúc đó em không nói thích anh cũng đéo giật cái túi đi on. Lá gan thiệt to. Dù cái mạng của anh thì nhỏ. Gần mực thì xăm. Còn gần thằng bán đồ thì lộng. Chưa học qua lớp 3 mày đã biết xài công thức hóa. Như đây là đại lý bia bán đá. Có lớp ngoài khóa dạy quấn cửa gà. Đời anh châu chó đâu có gì lo em ơi. Em chấp làm chi mày thằng bùi đời. Nhiều khi nó phá đời để làm cho em vui. Xui xui là đi không còn ngày dê 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 dê. Ủa mới về nữa anh năm. Anh về hồi 23 Tết. Ghé nhà em nhưng mà không dám vô. Nhân người anh có thâm hình xăm trổ của